đang có một cái miếng đất nó nằm ở trên cái trục đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vũng Tàu quý vị các bạn. Đường này cũng khá là lớn ha. Đó, đối diện bên này cũng là còn một miếng đất trống. Khu này nhà cửa, nhà cao tầng quý vị các bạn thấy không? Đó. Đây là cái miếng, cái cửa vàng này đang kêu bán quý vị các bạn. Anh chủ ảnh mới vừa đi công chuyện à, nên không có lấy cái chìa khóa quay cái phần phía trong cho quý vị các bạn xem được. Nhưng mà hiện trạng đất ở phía trong á là trống hết quý vị các bạn. Đất đang để cho cây cỏ dại nó mọc quý vị các bạn thấy ha. Đó. Hiện trạng là đất trống ha. Đất trống. Chiều ngang của cái mặt tiền này nó là bao nhiêu mét ta? Chiều ngang mặt tiền Nguyễn Thị Minh Khai là 19 mét. Đó, mặt tiền đường này nếu như các bạn nha. Cái tường này mình đang đứng ở trên cái mặt tiền đường á là 19 mét chiều sâu. Chiều sâu nó có vuông nhất không? Cái này nó lở. Không có vuông nhất ha. Nó lở sang hay là nó ra vuông góc đằng sau. Đường của nó cũng phải 45 mét. Chung là nó tùy từng góc. Nó đất nó không có vuông dứt mà nó có mấy cái cạnh ra vô cái gì các bạn, đâu quay thử đi. Này đó. Cái gì các bạn thấy không? Nó không có vuông dứt. Thì tổng cái diện tích này là bao nhiêu ta? Tổng cái diện tích là 1.159 mét và có 1.000 mét thổ cư. 1.159 mét. Trong đó 1.000 mét thổ cư rồi. Vâng. Vậy là gần full thổ cư rồi. Dạ, vâng. Cái đường thì ở đây thì rộng 13 mét. Vỉa hè thì được mỗi bên là 3 mét, hướng đông nam. Hướng này hướng đông nam đấy, hả? Dạ, mát quanh năm. Hướng đông nam cái gì các bạn ha? Trời ơi, giờ là lên thổ cư hết ngàn luôn rồi hả? Dạ. Thì gần full thổ cư rồi. Diện cái giá mình dự định bán là bao nhiêu ta? Ở đây đang bảo là 100 triệu một mét. Giá dự kiến 100 triệu mét vuông quý vị các bạn nha. Ngàn mấy thì là 100 mấy tỷ á hả? Đúng không? Dạ, đúng rồi. 100 mấy tỷ á. Đây, hiện trạng quý vị các bạn. Mà nghe đâu là hình như là cũng đang, cái này nó đang có một cái quy hoạch là lên dự án rồi hả? Vâng, ở đây đã có bản vẽ để xây biệt thự. Biệt thự? Có bản vẽ, xin phép bản vẽ xây biệt thự đầy đủ hết rồi. Bởi vì khu này là trung tâm thành phố biển. Đó là khu này là toàn villa với biệt thự. Cho nên là ra biển rất là gần. Là quy hoạch là xây biệt thự. Chứ không có xây khách sạn cao tầng hả? Không có, được phép do mình xin thôi. Ở đây thì cũng đang có giấy phép xin khu biệt thự ấy. Biệt thự để lớn để mình kinh doanh theo cái dự án của mình thôi. Có cho những các nhà đầu tư. Nghe là chủ đất họ đã lên cái dự án biệt thự rồi nhưng mà họ vẫn kêu bán đúng không? Rồi quý vị các bạn nào mà xây là biệt thự này, homestay hay là chung cư hay khách sạn có thể được hết mà. 1.000. Miếng kia nhiêu chú? Miếng kia nó nhỏ 10.637. Rồi quý vị các bạn nào quan tâm thì comment phía bên dưới nha. Trong cái phần sau thì mình sẽ để thêm cái định vị trên Google Maps cho quý vị các bạn dễ hình dung ở cái vị trí nằm ở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vũng Tàu quý vị các bạn nha. Ngay cái vị trí cái ghim đỏ này nè là cái vị trí miếng đất trên bản đồ Google Maps quý vị các bạn. Đó, đây là cái phần mặt tiền ha, mặt tiền nó 19 mét, đây sâu vô đây, luôn vòng qua đây quý vị các bạn, vòng qua đây, hết cái phần đất trống trống này nè, nó có những cái góc cạnh cho nên là nó gần như là không được vuông dứt 100% ha, ngàn mét vuông, vẫn là hình chữ nhật là chủ đạo quý vị các bạn ha, đó, mặt tiền của nó, đây là đường trục đường Nguyễn Thị Minh Khai quý vị các bạn, để zoom lại cho quý vị các bạn nhìn cho dễ hơn và dễ hình dung hơn cái trục đường Nguyễn Thị Minh Khai này. Đó, từ cái trục đường Nguyễn Thị Minh Khai này cách một lô đất là nó ra đường 3 tháng 2 ha, nó ra đường 3 tháng 2 quý vị các bạn. Đó, trục đường Nguyễn Thị Minh Khai nó song song với đường 3 tháng 2 ha, và từ đây mình đi cái đường này là ra biển nè ha, đường này là ra biển bãi sau. À, từ đây mà lên chỗ ngay chỗ này là phòng xây đài liệt sĩ quý vị các bạn, cũng rất là gần quý vị các bạn ha. Khu đối diện này là khu biệt thự
Nói chung vị trí thì cũng rất là tuyệt vời quý vị các bạn, gần biển ha, cách biển vài trăm mét thôi, từ đây ra biển vài trăm mét quý vị các bạn, ra biển bãi sau ha. À, đặc biệt là nó gần với lại vòng xoay liệt sĩ ha. Vòng xoay liệt sĩ thì chỗ khu vực này là dự án rất là nhiều về những cái dự án căn hộ ha, chung cư đồ này kia, khách sạn 5 sao nằm ở vòng xoay là liệt sĩ quý vị các bạn. Đó, con trục này là trục đường Nguyễn Thị Minh Khai, nó dài tới đường Lê Hồng Phong. Đây mình đi đường này là ra Đại Liệt Sĩ nè, đường Lê Hồng Phong nè, ở đây là ngã ba đường Nguyễn Thị Minh Khai nè. Đó, đi lên cái miếng đất của mình ha. Đó, vị trí tổng thể trên bản đồ ở Vũng Tàu quý vị các bạn ha.